áp Hỏi bài miễn phí trả lời rất thì vào thư viện áp tải áp Chào mừng các con học sinh đến với tiết học ngày hôm nay Cô rất vui được gặp lại chúng mình ở bài số 9 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 Cô mong cô trò chúng ta sẽ có một tiết học thật bổ ích và hiệu quả nhé Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào bài học ngày hôm nay Các con hãy quan sát bức tranh và nêu phép tính phù hợp với bức tranh này nhé. À, chúng ta thấy rằng ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Có 8 bạn nhỏ đang chơi nhảy dây. Và có 1, 2, 3. Có 3 bạn nhỏ đang đến. Vậy chúng mình hãy thử đặt đề bài toán này cùng với cô nhé. Có 8 bạn nhỏ đang chơi nhảy dây. Và có thêm 3 bạn nhỏ nữa muốn chơi cùng hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn nhỏ đang chơi nhảy dây. Vậy bài toán này chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì? À đúng rồi, đó chính là phép tính cộng. Và ta có 8 cộng 3. Để tính xem 8 cộng 3 bằng bao nhiêu, cô mời các con sẽ bước vào bài học ngày hôm nay để biết được cách tính nhé. Cô mời các con sẽ chuyển sang phần khám phá kiến thức mới. Ở đây cô thay hình ảnh các bạn nhỏ bằng hình ảnh các chấm tròn. Cô có 8 chấm tròn màu xanh, cộng thêm 3 chấm tròn màu đỏ và phép tính 8 cộng 3 bằng bao nhiêu? Theo các con, chúng mình sẽ thực hiện như thế nào? À, ở đây cô giới thiệu với các con nhé. Cô sẽ cộng bằng cách đếm thêm. Chúng mình sẽ đếm thêm 3, bắt đầu từ 8. Các con hãy quan sát và thực hiện đếm thêm cùng với cô nào. 8 9 10 và 11. Như vậy 8 cộng 3 sẽ bằng 11. Ở đây chúng ta đếm thêm dựa vào các chấm tròn. Ngoài ra các con có thể sử dụng tay của mình để đếm nhé. Cô mời các con sẽ chuyển sang phần luyện tập thực hành để cùng cô kỹ hơn về cách đếm thêm này. Chúng ta hãy cùng nhau đến với bài tập đầu tiên, tính Cô có phép tính 8 cộng 4 bằng bao nhiêu? Các con hãy quan sát. Cô có 8 chấm tròn màu xanh, thêm 4 chấm tròn màu đỏ. Và chúng mình sẽ thực hiện đếm thêm 4, bắt đầu từ 8. Các con hãy quan sát và thực hiện đếm thêm cùng với cô nhé. Bắt đầu nào. Bắt đầu từ 8. 9 10 11 và 12. Như vậy, ta có 8 cộng 4 bằng 12. Tiếp tục sang phép tính thứ hai nào. 9 cộng 3 bằng bao nhiêu? Ta cũng có 9 chấm tròn màu xanh cộng thêm 3 chấm tròn màu đỏ. Và ở đây chúng ta sẽ thực hiện đếm thêm 3 bắt đầu từ 9. Ta có 9, 10, 11, và 12. Như vậy, 9 cộng 3 bằng 12. Các con hãy ghi nhớ cách đếm thêm này nhé. Bây giờ cô mời các con sẽ chuyển sang bài tập số 2 nào. Cũng là tính. 9 cộng 2 bằng bao nhiêu? À, ta có 9 chấm tròn màu xanh, thêm 2 chấm tròn màu đỏ. Và sẽ thực hiện đếm thêm 2 bắt đầu từ 9. Ta có 9, 10 và 11. 9 cộng 2 sẽ bằng 11. Tương tự như vậy, các phép tính còn lại chúng mình hãy thực hiện cách đếm thêm và đối chiếu với kết quả của cô đưa ra nhé. 9 cộng 4 bằng bao nhiêu? 9 chấm tròn màu xanh thêm 4 chấm tròn màu đỏ. Ta thực hiện đếm thêm 4, bắt đầu từ 9. Ta có 9, 10, 11, 12 và 13. Như vậy, 9 cộng 4 bằng 13. Tiếp tục nào, 7 cộng 4. Chúng mình có 7 chấm tròn màu xanh. Thêm 4 chấm tròn màu đỏ. Và thực hiện đếm thêm 4 bắt đầu từ 7. Ta có 7, 8, 9, 10 và 11. Như vậy, 7 cộng 4 sẽ bằng 11. Tiếp tục nào, phép tính cuối cùng. 8 cộng 5 bằng bao nhiêu? Ta có 8 chấm tròn màu xanh, thêm 5 chấm tròn màu đỏ. Thực hiện đếm thêm 5 bắt đầu từ 8. Ta có 8, 9, 10, 11, 12 và 13. Như vậy, 8 cộng 5 bằng 13 đấy các con ạ. À. Ngoài cách đếm bằng chấm tròn này, chúng mình có thể đếm ở trên ngón tay của mình để kiểm tra kết quả xem chính xác hay chưa nhé. Tiếp tục sang bài số 3 nào. Ở đây có các phép tính. Các con hãy thực hiện cách đếm thêm và điền kết quả vào đây. Sau đó hãy đối chiếu xem mình đưa ra đã chính xác hay chưa nhé. Phép tính đầu tiên. 7 cộng 5 bằng bao nhiêu? Chúng mình sẽ thực hiện đếm thêm 5 bắt đầu từ 7. Ta có 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Như vậy, 7 cộng 5 bằng 12. Tiếp tục nào, 7 cộng 6. Chúng ta sẽ đếm thêm 6 bắt đầu từ 7 và sẽ có kết quả đó chính là 13. Sang cột thứ hai nào. 8 cộng 6. Các con sẽ sử dụng ngón tay để đếm cùng với cô nhé. Ta đếm thêm 6 bắt đầu từ 8. Mỗi một lần đếm chúng mình hãy dơ một ngón tay. Và sau khi đếm thêm 6 lần thì sẽ có 6 ngón tay. Và kết quả ở ngón tay thứ sáu đấy chính là kết quả của phép tính các con nhé. Chúng ta có nào. Bắt đầu từ 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Như vậy 8 cộng 6 sẽ bằng 14. Tương tự như vậy, chúng mình đếm thêm 6 bắt đầu từ 9 ở phép tính 9 cộng 6 và ra kết quả bằng 15. Sang cột cuối cùng nào, 6 cộng 5 ta sẽ đếm thêm 5 bắt đầu từ 6 và được kết quả là 11. Và phép tính cuối cùng, 6 cộng 6, ta đếm thêm 6 bắt đầu từ 6 và có 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy, 6 cộng 6 sẽ bằng 12 nhé. Qua bài tập số 3 thì chúng mình đã hiểu rõ hơn về các cách đếm thêm này rồi. Cô mời các con sẽ chuyển sang bài tập số 4. Các con hãy quan sát và đọc to yêu cầu của bài toán cùng với cô nào. Bài 4. Một đoàn tàu có 9 toa, trong dịp nghỉ lễ, người ta nối thêm 5 toa nữa. Hỏi sau khi nối, đoàn tàu đó có tất cả bao nhiêu toa? Phép tính và câu trả lời. Chúng mình hãy suy nghĩ xem, sau khi nối đoàn tàu có tất cả bao nhiêu toa thì chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì nhỉ? À đúng rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Có 9 toa, cộng thêm 5 toa nữa và kết quả sẽ bằng bao nhiêu toa đây? Chúng ta sẽ thực hiện đếm thêm 5 bắt đầu từ 9. Chúng mình hãy cùng nhau đọc to và đếm thêm cùng với cô nào. 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Như vậy, 9 cộng 5 sẽ bằng 14. Câu trả lời, sau khi nối, đoàn tàu có tất cả 14 toa. Các con hãy lưu ý khi chúng mình thực hiện các bài toán này thì các con hãy đọc kỹ yêu cầu của đề bài và đưa ra phép tính thích hợp nhé. Như vậy qua bài số 9, phép cộng có nhớ trong phạm vi 20, chúng mình đã biết được cách tính cộng có nhớ này bằng cách đếm thêm. Ví dụ như ở đây, phép tính 8 cộng 3 bằng 11, chúng mình sẽ đếm thêm 3 bắt đầu từ 8 các con hãy nhắc lại kiến thức nào. 8, 9, 10 và 11. Vậy 8 cộng 3 bằng 11. Các con về nhà hãy thực hiện nhiều lần cách đếm thêm này và có thể sử dụng tay của mình để đếm thêm. Cô chúc các con sẽ tính toán thật cẩn thận và học hành chăm chỉ. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video sau nhé. Bye bye! Khóa học về giách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách